Nhân thế nào? Khi mà người bệnh bị bệnh ung thư thì thường sẽ được sử dụng cái phương pháp điều trị, trong đó là có hóa trị và xạ trị. Thì chúng ta có thể hiểu là xạ trị nó là một cái phương pháp mà điều trị dùng những cái tia xạ mà ion hóa với năng lượng cao. Nó tiêu diệt cái tế bào ung thư tại một cái vùng, cái u, cái bướu đó. Khi mà tác động vào thì sẽ làm các cái tế bào ung thư, những cái tế bào ác tính đó, nó bị tiêu diệt, nó bị ngưng cái quá trình phát triển và sinh sản. Tuy nhiên thì nó sẽ có những cái loại mà ung thư cũng không thể sử dụng được cái phương pháp xạ trị, ví dụ như là ung thư máu chẳng hạn, thì nó không có u bướu, có thể lựa chọn những cái phương pháp khác. Thì phương pháp hóa trị đó, đó là một cái phương pháp mà điều trị toàn thân, nó không như là cái điều trị mà cục bộ vùng như là phần xạ trị. Thì khi hóa trị nghĩa là người ta sẽ đưa hóa chất vào trong cơ thể, và từ cái hóa chất đó sẽ làm sao để tiêu diệt các cái tế bào ác tính. Nhưng mà khi đưa vào cơ thể thì trong cái quá trình mà nó tiêu diệt các tế bào ác tính á, thì sẽ có những cái tế bào lành nó cũng bị tiêu diệt, nó cũng bị ảnh hưởng. Như vậy thì xạ trị và hóa trị nó đều có khả năng ảnh hưởng tới những cái tế bào lành của cơ thể. Nó có thể gây ra những cái tác dụng phụ không mong muốn trong cái quá trình mà bệnh nhân ung thư điều trị. Ví dụ như là bệnh nhân sẽ cảm thấy bị rụng tóc nè, hay là buồn nôn, nôn ói, hoặc là tê tay, tê chân. Thậm chí nặng hơn đó là cái tình trạng mà bị suy gan, suy thận, suy các cái tế bào tủy xương. Những cái tác động mà xấu này nó ngày càng tiến triển nặng thì nó sẽ ảnh hưởng tới quá trình điều trị cho bệnh nhân. Còn bệnh nhân có thể là phải gọi là lùi cái thời gian điều trị lại, hoặc là giảm cái liều thuốc để điều trị, thì từ đó thì cái việc điều trị nó sẽ mất đi cái hiệu quả. Cái việc mà sử dụng hóa trị xạ trị nó cũng có những cái tác dụng phụ không mong muốn, thì làm sao để mà có thể ngăn ngừa, hạn chế được những cái tác dụng này, đó là một cái câu hỏi rất là cần thiết. Theo Lý Hồng được biết á, ngoài cái Tây y ra, bác sĩ Thu Nga cũng có nhiều năm hoạt động trong Đông y. Thì bác sĩ có thể cho ý kiến nhận định á về cái phương pháp điều trị và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Về phương pháp điều trị ung thư á, thì ngoài cái phương pháp hóa trị xạ trị, bên y học hiện đại còn có phương pháp phẫu thuật cắt bỏ cái khối u ác đó, hoặc là cái liệu pháp trúng đích, cũng như là một cái liệu pháp mới hiện nay, đó là liệu pháp về miễn dịch. Ngoài các cái phương pháp đó thì đông y cũng là một cái lựa chọn. Rất là nhiều người bệnh ung thư tìm đến những cái dược liệu có cái nguồn gốc từ thiên nhiên, có cái tác dụng là nó hỗ trợ giúp ngăn ngừa cái sự lây lan, cái sự phát triển của các cái tế bào ung thư, đồng thời còn giúp cho cái hệ miễn dịch, cái sức đề kháng của người bệnh nó được tăng cường lên, tăng cái sức chống đỡ của người bệnh đối với cái tế bào ung thư. Đó cũng là một cái xu hướng rất là nổi bật để mà phối hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền.